Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Đến trưa chiều nay, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng nay ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cũng giảm dần, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ dao động từ 21 đến 23 độ. Đến đêm nay, nằm sâu trong khối không khí lạnh, nhiệt độ tiếp tục hạ thấp, từ rất đậm hơn với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Dự báo đến ngày 19 tháng 12 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống nước ta. Đến với thời tiết miền Trung trong ngày hôm nay cũng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên toàn miền Trung Bộ chuyển sang tình trạng nhiều mây. Những cơn mưa sẽ xuất hiện rải rác nhẹ khu vực từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Thuận. Nhưng kết hợp với tình trạng mây nhiều sẽ làm cho nền nhiệt ở miền Trung trong ngày hôm nay giảm đi đáng kể. Với mức nhiệt cao nhất từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế chỉ từ 22 đến 24 độ. Về chiều tối và đêm muộn sang đến sáng sớm ngày mai trời rất sao với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Còn khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ cũng hạ thấp từ 24 đến 26 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động từ 26 đến 29 độ. Nhìn xuống thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay nắng đẹp ít mưa. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Còn ở tại Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ khu vực miền Đông và từ 29 đến 31 độ tại các tỉnh thành miền Tây. Về tình hình cơn bão Rai, trưa nay bão Rai sẽ vượt qua đất liền Philippines và đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9 của nước ta trong năm nay. Đến 7 giờ sáng mai, bão nằm cách đảo Sơn Tử Đây khoảng 200 km về phía đông với sức gió mạnh cấp 13 lên cấp 14, giật cấp 17. Sau đó bão di chuyển theo hướng tây tây bắc và đến 7 giờ ngày 19 tháng 12 vị trí tâm bão ở cách bờ biển Bình Định Khánh Hòa khoảng 280 km về phía đông với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới, mời quý vị chú ý theo dõi. Trên biển, ở khu vực phía bắc của biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 7, lên cấp 8, giật cấp 10. Từ sáng và ngày mai, ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, lên cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.